Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Và để tiếp tục, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ 7 của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính thưa quý khán thính giả của SBTN, hôm nay trong kỳ phát hình, Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thảo luận về đề tài mà tất cả cơ đốc nhân đều muốn biết, đó là chúng ta phải làm gì, sống như thế nào để được nhận những phước hạnh cũng như sự quan phòng mà Chúa đã hứa sẽ ban cho một khi chúng ta trở thành con dân của Chúa. Sở dĩ nhiều cơ đốc nhân thắc mắc vì chúng ta thấy có nhiều người tin Chúa trở thành một cơ đốc nhân, nhưng cuộc sống của họ vẫn có nhiều bất hạnh, không khác gì những người chưa tin Chúa. Hôm nay chúng tôi có mời ông Huỳnh Thị Dũng, một thành viên của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam, sẽ trình bày một cơ đốc nhân phải sống như thế nào để nhận ân phước của Chúa. Chào ông. Dạ chào cô, và kính chào quý khán thính giả của đài SBTN. Kính mời quý khán thính giả theo dõi cuộc nói chuyện rất hào hứng này. Kính chào quý khán thính giả. Có người hỏi tôi tại sao Đức Chúa Trời đã giúp Môi-se đưa dân Do Thái ra khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập, đã dựng nên một Giô-suê anh hùng để đưa dân này vượt sông Giô-đan, chiến thắng các dân vùng Canaan để thành lập quốc gia Do Thái hùng mạnh. Vậy mà sau khi Giô-suê qua đời, không bao lâu thì dân Do Thái bị các nước lân bang chiếm đóng cai trị hà khắc. Họ nêu một câu trong sách Các Quan Xét đoạn 10 câu 8 viết rằng, kể từ năm đó, hai dân Philippines và Ammon hà hiếp chà nát dân Israel trong vòng 18 năm. Thưa quý vị, dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa với tổ phụ của họ là Abraham là Ngài sẽ ở cùng họ, ban cho họ đủ mọi thứ, cùng họ chiến đấu chống quân thù để lập quốc. Tuy nhiên, chúng ta thấy lời hứa đó, quyền năng đó, phước hạnh đó không xảy ra cho dân Do Thái khi dân này làm điều ác, không thờ phượng Ngài mà tôn thờ các thần khác. Bài học là khi một con dân Chúa phạm tội, không ăn năn thì những lời hứa đó sẽ không còn có giá trị. Những ân phước, quan phòng của Ngài sẽ không tự động xảy ra cho một cơ đốc nhân. Chúng ta thấy khi dân Do Thái biết họ làm điều sai quấy, họ thú tội với Đức Chúa Trời. Ở trong đoạn 10, câu 10 và câu 15, chúng tôi có phạm tội cùng Chúa. Và sau đó họ hành động bằng cách dẹp bỏ tất cả các hình tượng của các thần khác, thì lập tức Chúa bày tỏ lòng thương xót của Ngài với sự thống khổ mà dân Do Thái đã phải gánh chịu suốt 18 năm. Bởi sự trừng phạt đó, Chúa dấy nên một dũng sĩ dép thê lãnh đạo và đánh đuổi dân Philippines và Ammon giành lại độc lập cho dân Do Thái. Bài học khác là dân Do Thái không cần có thêm quân, thêm vũ khí mới, thêm viện trợ, họ chỉ thú tội, ăn năn và bỏ các hình tượng mà họ tôn thờ, Chúa sẽ trở lại ban phước cho họ. Thưa quý khán thính giả, thú tội, ăn năn và sửa mình là ba hành vi quan trọng của một tín đồ để đời sống của mình được tiếp tục phước hạnh và hội thánh mà họ tham dự được phục hưng. Thái độ thứ nhất, đó là thú tội. Quý vị nhớ câu chuyện nghị sĩ Larry Craig của tiểu bang Idaho hồi tháng 11 ngày 6 năm 2007. Ông ký giấy thú tội tại tí cảnh sát phi trường rằng ông đã phạm tội đề nghị sex với một người đàn ông trong nhà vệ sinh, và ông bị người đàn ông đó là một mật thám bắt tại phi trường St. Paul International của Minneapolis. Nhưng sau đó ông phủ nhận khi tin tức này nổ bùng lên. Ông không nhận mình đã phạm tội. Ông cho biết sở dĩ lúc đó ông ký giấy nhận tội chỉ vì muốn câu chuyện được thông qua, giải quyết nhanh chóng để báo chí không biết đến. Tòa Hennepin County District Court, Minnesota xử phạt tiền $575. Ông đóng phạt và không tái tranh cử. Chúng ta có thể che giấu những vấp phạm của mình đối với người khác, nhưng không thể che giấu Đức Chúa Trời. Các câu kinh thánh khuyến khích chúng ta xưng tội mình. Nếu chúng ta nói mình không có tội gì hết, thì chính chúng ta lừa dối mình. Giăng thứ nhất, đoạn 1 câu 8. Khi tôi nín lặng, xương cốt tôi tiêu tàn, rên xiết trọn ngày. Thi Thiên đoạn 32 câu 3. Nếu lòng tôi vẫn còn chú về sự ác, ắt Chúa chẳng nghe lời. Thi Thiên đoạn 66 câu 18. Kẻ nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn.
nhưng nếu xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Châm ngôn đoạn 28 câu 13. Còn nếu chúng ta xưng tội mình ra thì Ngài tha tội và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Châm ngôn đoạn 28 câu 9. Đời sống của tín đồ thiếu sự thú nhận sự sai phạm với Chúa thì mọi lời cầu nguyện của người này chẳng được Chúa nghe. Một hội thánh thiếu sự thú tội như thiếu cái bản lề, cánh cửa chỉ là một tấm ván. Các hành động mà chúng ta làm như hiệp nguyện, thờ phượng, thông công chỉ vô dụng, vô ích. Đừng mong hội thánh đó phục hưng. Thái độ thứ hai là ăn năn. Bây giờ tôi nói đến bước thứ hai, sau khi thú tội những vấp phạm của mình, bước kế tiếp là ăn năn, sám hối, hứa sẽ không vấp phạm. Chúng ta có một tấm gương về đề tài này, đó là ông Fierro. Hãy quan sát thái độ của ông trước khi Chúa Giêsu bị đóng đinh. Trước đó, ông khoe khoang là sẽ chết cùng với Chúa, nhưng một phút sau, ông bỏ chạy. Ông nằm ngủ trong lúc cần thức để cầu nguyện. Ông từ chối quen biết Chúa trong lúc đáng lý ra ông phải đứng lên biện hộ cho Ngài. Ông đi theo Chúa xa xa thay vì lại gần để hỏi thăm chăm sóc Chúa. Cái đặc biệt của ông Fierro là ông vấp phạm, nhưng sau đó ông ăn năn và thú nhận lỗi lầm. Luca đoạn 22 viết rằng, đương lúc Fierro đang cãi rằng không biết Chúa là ai thì gà gáy, Chúa xây mặt lại ngó Fierro. Fierro nhớ lại lời Chúa đã phán cùng mình nên bỏ đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Khóc lóc thảm thiết là một thái độ của sự ăn năn. Lời chia sẻ của Fierro trong ngày lễ ngũ tuần với kết quả có độ 3.000 người tin theo không thể nào phát ra từ một người còn mang tội trên người. Chúa đã giải tỏa, bôi sạch tội lỗi của ông vì ông đã thú nhận và ăn năn. Thái độ thứ ba, thay đổi. Tôi đã nói đến hai điều mà chúng ta phải thực hiện trong đời sống của một con cái Chúa là thú tội và ăn năn. Bây giờ tôi muốn nói đến điều thứ ba là phải thay đổi con người. Thay đổi nếp sống để phù hợp với một công dân trên thiên đàng. Không thể nào trở thành con cái Chúa mà cuộc sống không thay đổi. Không thể nào vừa sống như một con dân của thiên đàng mà vẫn còn giữ nguyên vẹn con người của thế gian. Nếu theo quốc tịch thế gian, tôi sẽ dễ dàng nói dối vì tôi nghĩ rằng nếu lời nói dối này không làm cho ai thiệt hại. Tuy nhiên, đối với con dân Chúa thì nói dối là một tội trong những tội mà Kinh Thánh ghi vào danh sách không được vào thiên đàng. Nếu tôi là người có quốc tịch thiên đàng, tôi không thể nào thờ ơ với công việc của hội thánh. Tôi không thể nào chờ được, mời vài lần rồi mới nhúng tay vào phụ giúp. Nếu tôi đã là con dân của Chúa, tôi không thể nào sắp xếp những thú vui trần thế ưu tiên hơn công việc của Chúa đã chỉ định cho tôi. Tôi phải sắp đặt những ưu tiên trong cuộc sống lại theo hoàn cảnh mới là hoàn cảnh của một con dân Chúa. Nhập gia tùy khúc, nhập gia tùy tục. Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Đó là những thái độ khôn ngoan cho những kinh nghiệm già dặn, dạy dỗ chúng ta cần phải thích ứng với hoàn cảnh. Những câu ngụ ngôn này có ngụ ý mình vẫn tiếp tục gìn giữ con người thật của mình. Mình chỉ cần điều chỉnh cho hợp thời, hợp cảnh trong giai đoạn để thành công mà thôi. Nhưng đối với Đức Chúa Trời, sự thay đổi phải có chiều sâu thật sự từ tấm lòng. Nó không giống như nghị sĩ Larry Craig thú tội để tạm bôi xóa sai lầm, để tội lỗi được bỏ qua nhưng không ăn năn, không thay đổi tác phong. Thưa quý vị, ăn năn có nghĩa là quay trở lại với Chúa. Thay đổi có nghĩa là tái sanh, sống một cuộc sống mới theo tiêu chuẩn của Chúa. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn, nên chúng tôi xin tạm chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị và gia đình một tuần lễ dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng. Xin kính chào. Đời người rồi qua mau, thân con ta từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, VATV sáng nay đến đây là chấm dứt. Tường Vi kính mời quý vị đón xem VATV Chủ nhật ngày 18 tháng 8 năm 2019 vào lúc 11 giờ giờ Hoa Thịnh Đốn. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến cho VATV xin email về vatvnews@gmail.com. Tường Vi kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính chúc quý vị có một cuối tuần an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.